Sáng nay ngày 11 tháng 1, Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đến dự có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng. Trong năm 2021, toàn ngành tổ chức xây dựng đảng thành phố Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả nổi bật, gồm làm tốt công tác nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các địa phương, đơn vị trước và sau bầu cử, tham mưu triển khai nhiều chủ trương mới trong công tác đảng viên, sửa đổi các quy định về công tác cán bộ, xây dựng những giải pháp, mô hình mới mang tính đặc thù của từng địa phương và bước đầu triển khai các đề án có tính định hướng, chiến lược lâu dài cho cả nhiệm kỳ về công tác tổ chức xây dựng đảng. Năm 2022, Ban tổ chức Thành ủy quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực công tác, tổ chức, cán bộ, công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác xây dựng ngành. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành tổ chức xây dựng đảng trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề nghị Ban tổ chức Thành ủy tiếp tục quyết tâm khắc phục những tồn tại hạn chế và tập trung làm tốt hơn nữa, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Trong đó cần hết sức quan tâm việc nắm chắc tình hình cán bộ đảng viên, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đồng thời chú trọng thực hiện các vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức xây dựng đảng. Đặc biệt là tôi đề nghị là phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng đảng của cấp ủy các cấp để phát hiện và chấn chỉnh những cái sai sót trong công tác nghiệp vụ và rút kinh nghiệm trong một số các khâu công tác, nhất là về công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, trong năm 2022, một trong những nhiệm vụ cấp thiết đối với ngành tổ chức xây dựng đảng, đó là việc số hóa cơ sở dữ liệu cán bộ công chức của khối đảng và mặt trận, tổ chức đoàn thể. Chính vì vậy, bên cạnh việc huy động hiệu quả các nguồn lực, áp dụng tốt các công nghệ, thì sự vào cuộc quyết tâm, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy là đặc biệt quan trọng để thực hiện thành công nhiệm vụ này. Tôi đề nghị các đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo cái việc số hóa và hoàn thiện các cái hồ sơ. Bởi vì cái số lượng thì nó không nhiều, nhưng mà nếu như chúng ta mà không có thực hiện cái việc này một cách nó thường xuyên thì chỉ một năm sau thì chúng ta lại có một cái tồn tại rất lớn, bởi vì cái lý lịch của đảng viên là thường xuyên chúng ta phải cập nhật. Dịp này, Ban tổ chức Thành ủy đã tiến hành trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng đảng của Ban tổ chức Trung ương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.